Báo Mỹ nói ông Biden do dự dựng tranh cử vì lo phó tướng không thể thắng. Hãng tin Mỹ Axios cho biết, Tổng thống Joe Biden đã chần chừ việc từ bỏ chiến dịch tái tranh cử một phần vì lo ngại phó tổng thống Kamala Harris không đủ khả năng đánh bại ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Theo Axios, thông tin trên do ba trợ lý biết rõ các cuộc thảo luận gần đây về kế hoạch của Tổng thống Biden tiết lộ. Lo lắng của ông đã phản ánh những hoài nghi của một số quan chức lãnh đạo đảng Dân Chủ về khả năng thắng cử của bà Harris. Các nguồn thạo tin chỉ ra rằng, thời gian làm phó tổng thống của bà Harris đôi khi gặp nhiều khó khăn. Một phần vì sự thay đổi nhân sự quy mô lớn và việc bà miễn cưỡng đối mặt với những trách nhiệm rủi ro về mặt chính trị. Họ cho hay, phần lớn nhân viên của bà Harris đã rời đi trong vòng 3 năm rưỡi qua. Cụ thể, trong số 47 nhân viên được liệt kê vào năm 2021, chỉ có 5 người vẫn làm việc cho nữ chính khách này tính đến mùa xuân năm nay. Các cựu trợ lý của phó tổng thống Mỹ nói với Axios rằng, tỷ lệ nghỉ việc cao một phần là do cách bà đối xử với nhân viên. Các trợ lý nêu ra những tiêu chuẩn cao mà một số người không thể theo kịp, trong khi những người khác bày tỏ việc bản thân cảm thấy bà Harris thường xuyên chất vấn họ như đối với các quan chức của ông Trump. Theo các nguồn tin, mối quan hệ giữa văn phòng phó tổng thống và cánh tay thường xuyên căng thẳng. Các trợ lý Nhà Trắng nhận xét bà Harris không phải là người có tinh thần đồng đội và có xu hướng tránh xa mọi nhiệm vụ rủi ro. Bà được cho luôn thận trọng và miễn cưỡng tham gia vào các sự kiện không được kiểm soát chặt chẽ. Ngược lại, các trợ lý của phó tổng thống đôi khi nghi ngờ đội ngũ của lãnh đạo Nhà Trắng không muốn cho bà Harris cơ hội tỏa sáng để ngăn cản dư luận xem nữ chính khách này như gương mặt thay thế khả thi cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Nhà Trắng và văn phòng của bà Harris hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Ông Biden hôm 21 tháng 7 đã thông báo dừng chạy đua vào Nhà Trắng năm nay và sẽ chỉ tập trung hoàn thành phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống hiện tại. Ngay sau khi thông báo rút lui, ông Biden công khai ủng hộ phó tướng Harris thay mình làm ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân Chủ trong tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Cựu tổng thống Trump đã phản ứng ngay lập tức trước thông tin trên, khẳng định việc đánh bại bà Harris sẽ dễ dàng hơn việc thắng ông Biden. Nhiều thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ, bao gồm cả cựu tổng thống Bill Clinton, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, đã lên tiếng ủng hộ bà Harris chỉ trong vài giờ sau thông báo của ông Biden. Tuần tới sẽ rất quan trọng để bà Harris, 59 tuổi chứng minh những người nghi ngờ đã sai bằng cách nhanh chóng loại bỏ những đối thủ tiềm năng nhằm giành sự đề cử của đảng Dân Chủ, Axios nhấn mạnh.